Sau một năm khai phá thị trường hàng không chung bằng thủy phi cơ, vốn được đánh giá là rất nhiều tiềm năng, hãng hàng không Hải Âu đã phải thừa nhận đang thua lỗ rất nặng vì không dùng hết công suất lượng máy bay hiện có. Theo đó, trong gần một năm qua, hãng này đã xin khai thác dịch vụ bay du lịch tại 8 khu vực, nhưng mới chỉ 2 khu vực được hoạt động là giữa Hà Nội Hạ Long và thành phố Hồ Chí Minh Mũi Né. Mức độ cấp phép bay cho Hải Âu tại hai vùng này chỉ đủ để khai thác một máy bay, trong khi hãng đã đầu tư số lượng gấp 3. Còn hai máy bay và nhân lực đi kèm phải nằm chờ gần một năm nay. Ngoài ra, hành lang pháp lý cho các hoạt động bay hàng không chung ở Việt Nam hiện còn thiếu. Thiếu quy chế bay tầm thấp với cơ chế điều hành bay hoặc cơ chế hỗ trợ bay tương ứng với thủ tục xin phép bay hoặc thông báo bay. Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện tại những đường bay nằm ngoài đường bay hàng không dân dụng đều phải xin phép Bộ Quốc phòng mới được bay. Điều này có nghĩa là Cục Hàng không Việt Nam dù có muốn cấp phép hay không cũng đều phải chờ ý kiến của Bộ Quốc phòng. Do đó, trong thời gian tới, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với Bộ Quốc phòng, rà soát lại những quy định liên quan và có những đề xuất cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động hàng không nói chung và hoạt động kinh doanh của Hải Âu nói riêng.